Có một giải đấu vừa được tạo ra mang tên là Megalobox. Giải đấu này là sự kết hợp giữa thể thao đấm bốc và công nghệ hiện đại. Giải đấu này được tổ chức bởi một tập đoàn lớn và hứa hẹn sẽ vượt qua mọi quốc gia, mọi tổ chức và cho phép bất kỳ ai vươn lên với mong muốn giành lấy danh hiệu đấu sĩ mạnh nhất. Quy mô sẽ ở trên toàn thế giới, trận đấu sẽ diễn ra sau 3 tháng nữa để tìm ra nhà vô địch thật sự. Truyền thông cho rằng giải đấu này chỉ là một show truyền hình bạo lực, nhưng tập đoàn lớn kia xem nó như một chương trình cộng đồng. Đồng thời ta biết được các võ sĩ khi tham gia giải đấu sẽ được trang bị một loại thiết bị hỗ trợ được gọi là gear. Nhân vật chính của chúng ta là Joe lúc này cũng đang ngồi theo dõi thông tin về giải Megalobox trong lúc đi sửa xe máy. Ông chủ tiệm sửa xe không biết cậu làm cái vẹo gì mà để xe hỏng tan tành đến mức này. Đồng thời ông cũng đã khuyên Joe nên đi đăng ký để tham gia giải đấm bốc đó. Nhưng Joe có muốn cũng không thể tham gia vì cậu không phải là một công dân hợp pháp của đất nước này. Những người sống bên ngoài thành phố như Joe được gọi là những người dân tự do, cho nên họ không bị chính phủ nào kiểm soát nhưng lại đồng thời không có quyền công dân đúng kiểu vừa trên đỉnh và cũng vừa dưới đáy xã hội. Công việc của Joe hiện tại là làm võ sĩ đấm bốc bên trong một đấu trường ngầm cho bọn giang hồ chơi cá độ, không khuyến khích làm theo dưới mọi hình thức. Joe vừa đi tới nơi làm việc thì gã huấn luyện viên nát rượu có tên là Nanbu của cậu đã đi đến để xin mượn một ít tiền vì lão ta vừa mới thua độ. Joe thường xuyên phải đánh mấy trận đấu đã được ban tổ chức dàn xếp từ trước nhằm lừa tiền cá độ của người xem. Và Joe lúc này đã cảm thấy quá chán nản vì cậu lúc nào cũng phải giả bộ thua ở trên võ đài dù tài năng của bản thân là rất cao. Có điều với một công dân bất hợp pháp như Joe thì cậu cũng chỉ đành cam chịu mà chấp nhận vì đây là công việc duy nhất cậu có thể làm để kiếm ra tiền. Trước khi lên võ đài thì Joe đã được đưa cho một cái tai nghe để nghe theo chỉ đạo của Nanbu. Và cậu cũng được đeo một bộ ghia để hỗ trợ cho việc chiến đấu như ở giải Megalobox. Box. Nhưng khán giả cùng đối thủ của Joe lại cảm thấy rất bất ngờ vì bộ ghia của cậu quá chi là tồi tàn. Ngay khi lên sân và nghe hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, đối thủ của Joe đã lao lên tấn công cậu tới tấp. Với bộ ghia hiện đại của hắn ta thì ai cũng nhận thấy hắn là kẻ có lợi thế hơn về trang bị nhưng Jay đã nhẹ nhàng gạt cánh tay của hắn ta sang một bên rồi bắt đầu phản công, có điều là cậu chưa kịp hạ gục nốc ao hắn ta thì tiếng còi kết thúc hiệp đấu chợt vang lên. Sau khi chứng kiến màn thể hiện của Jay thì nhiều người đã chọn tin tưởng và đặt cược vào cậu. Jay cho Nanbu biết rằng nếu như cậu đánh nghiêm túc thì tên đối thủ bên kia chắc chắn sẽ bị hạ gục chỉ trong một đấm. Nhưng khi tới hiệp 2 thì Jay lại phải giả vờ thua để ban tổ chức thắng hết tiền cược của những người đã đặt vào cậu. Bài học rút ra ở đây là gì? Nhà cái luôn luôn thắng, nên bỏ mấy cái trò đỏ đen đi mà làm người. Sau phi vụ vừa rồi thì Nanbu cũng đã kiếm được một chút tiền để đi trả nợ, nhưng Joe thì lại không còn thấy hứng thú với công việc thất đức này nên cậu đã lấy xe máy mới sửa ra đi lượn một vòng. Trong khi đó, nữ chủ tịch tập đoàn kia là Yuki đang theo dõi quá trình xây dựng sân vận động cho giải Mega Box và đi cùng với Yuki chính là một gã võ sĩ tóc bạc dưới quyền cô ta có tên là Yugi. Ngay sau đó Yuki lúc đang đi qua đường thì suýt nữa bị Joe lái xe đi qua tông chúng nhưng Joe đã kịp thời đánh lái để tránh sang một bên rồi đâm thẳng vào vỉa hè. Nhờ đó nên Yuki mới không bị làm sao. Thấy Zuki lại gần để xin lỗi thì Joe đã mắng chửi cô vì đi qua đường mà không nhìn ngó gì. Zuki đã đưa cho dâu một tấm danh thiếp của cô rồi nói cậu gọi cho mình nếu như cần bồi thường. Nhưng khi Joe nhận ra cô là người đứng ra tổ chức ra giải đấu Mega box thì Joe lại không cần mà gạt phăng tấm danh thiếp đi. Zuki đang định rời đi thì Joe bỗng nói rằng giải đấu của cô ta chỉ là thứ rác rưởi nên IUji đã nhanh chóng bước lên đòi đấu với Joe một trận để bảo vệ cho cô chủ của mình. Nhưng hai người bọn họ còn chưa kịp bem nhau thì Zuki đã nói IUji trở về cùng với cô ta. Sáng hôm sau, Joe lại tiếp tục quay trở lại sàn đấu ngầm để đánh mấy trận được dàn xếp như thường ngày. Joe với Nanbu đứng chờ mãi mà vẫn sẽ không thấy đối thủ của họ xuất hiện. Tuy nhiên, Yuji không biết từ đâu lại bước lên sàn đấu cùng với một bộ ghia hiện đại được tích hợp vào người. Và vừa nhìn thấy Yuji thì mọi người đã tỏ ra rất kinh ngạc vì cậu ta chính là nhà vô địch của giải Megalobox. Box. Yuji cho biết cậu ta tới đây là để thanh toán xích mích vào đêm hôm qua với Joe. Nanbu đã cố gắng ngăn cản trận đấu bởi ông ta cho rằng Joe không thể đánh lại được Yuji nhưng Joe đã tức giận mà đấm cho Nanbu một cú rồi vui vẻ chấp nhận lời thách thức của Yuji. Mọi người ai nấy cũng đều hào hứng mua vé đặt cược cho Yuji trong trận đấu này. Trận đấu vừa bắt đầu thì Joe đã vội vàng lao lên tấn công Yuji nhưng không thể nào đánh trúng được. Thậm chí Yuji chỉ vừa mới đấm nhẹ có một cái mà đã khiến cho Joe bị sức nhẹ ở trên mặt. Ngay sau đó Yuri nói rằng cậu ta sẽ đánh bại Joe chỉ với một tay. Và đúng là cậu ta đã đánh cho Joe một trận tối tăm mặt mũi dù chỉ dùng mỗi tay trái. Ngay khi nhìn thấy Joe bị Yuji đánh gục xuống sàn đấu. Nanbu đã khuyên Joe nằm yên tại chỗ nếu không muốn bị thương nhiều hơn, nhưng cậu vẫn lì lợm đứng lên rồi tiếp tục trận đấu đang giang dở. Tuy nhiên lần này Joe đã thành công né được đòn tấn công bằng tay trái của Yuji và tung một cú đấm vào mặt của Yuji khiến cho cậu ta phải dùng tay phải để đỡ đòn. Yuri lúc này mới thực sự công nhận năng lực của Joe nên cậu ta sẽ chiến đấu bằng cả hai tay để cho Joe hiểu được đấu sĩ của Megalobox thực sự là như thế nào. Ngay sau đó, Jay đã lao lên tấn công Yuri thì liền bị cậu ta đấm cho một cú mạnh như trời giáng và cú đấm vừa rồi của Yuri đã khiến cho Jay nằm gục xuống sàn rồi dần mất đi nhận thức. Trọng tài đã tuyên bố Yuri là người thắng cuộc khi thấy Jay đã hoàn toàn bị knock out và không thể đứng dậy được nữa. Tuy nhiên khi Yuri chuẩn bị rời khỏi sàn đấu ngầm thì Jay lại đột nhiên đứng dậy đòi đấu tiếp. Nhưng Uri đã từ chối vì cậu ta không muốn đấu với một kẻ yếu như Jay. Và Yuri nói rằng nếu như muốn đấu tiếp thì Jay sẽ phải tham gia giải đấu Megalobox rồi gặp cậu ta ở trận chung kết. Jay sau đó đã lấy xe máy ra lượn vài vòng sau khi bị Yuri đánh bại một cách đầy nhục nhã. Cậu đã quyết định là bản thân sẽ tham gia vào giải đấu để được tái đấu với Yuri một trận nữa. Cùng lúc đó thì Yuki cũng đã phát hiện ra chuyện Yuri đến sàn đấu ngầm để đánh với Joe. Cô đã nhắc nhở Yuri là cậu ta không được phép tới sàn đấu ngầm như vừa rồi nữa. Ngay khi quay trở về sàn đấu ngầm thì Joe liền nhờ Nanbu tìm cách giúp cậu tham gia giải đấu. Nhưng Nanbu lại cho rằng điều đó là không thể vì Joe không phải là công dân hợp pháp ở đây. Còn chưa kể tới việc chỉ có 4 đấu sĩ mạnh nhất mới được quyền tham gia giải Megalobox, Box. Nanbu đã khuyên Joe từ bỏ suy nghĩ viển vông đó rồi đi chuẩn bị cho trận đấu sắp tới của cậu. Và theo như sự sắp xếp của ban tổ chức thì hôm nay Joe sẽ phải thua ở hiệp thứ 5. Nhưng Joe đã quyết định không chịu nghe theo lời Nanbu mà cậu đã hạ gục đối thủ của mình chỉ với một đấm. Ngay sau đó, Nanbu đã bị đưa đến gặp gã trùng của sàn đấu này là Fuji để xin lỗi vì Joe đã không làm theo sự sắp xếp. Ông buộc phải làm việc cho Fuji đến khi nào thanh toán hết khoản nợ mà ông ta mượn của hắn. Ngày đó. Nanbu Bu cực kỳ sợ hãi hắn, ông đã phải dập đầu xin lỗi cho tới khi bị thương nhưng hắn vẫn muốn lấy mất con mắt còn lại của ông để trừng phạt. Thấy không còn sự lựa chọn nào khác, Nanbu Bu chợt nói rằng ông ta sẽ tìm cách đưa Joe vào giải đấu L Box và sau khi Joe thắng được giải đấu đó thì ông ta sẽ trả hết nợ cho Fuji không thiếu một xu nào. Fuji cũng đã cảm thấy có chút hứng thú khi nhìn thấy sự quyết tâm của Nanbu nên hắn ta đã sai người làm một tờ căn cước công dân giả cho Joe để có thể tham gia giải đấu đó. Sau khi nhận được căn cước công dân giả của Joe thì Nanbu đã đi đăng ký cho cậu thi đấu tại Megalobox. Box và Joe hiện đang được xếp hạng thấp nhất vì đây là lần đầu cậu tham gia một giải đấu chính thức. Joe sẽ cùng với Nanbu sống tạm ở trên một con thuyền cho đến khi giải đấu được diễn ra và Joe hiểu rõ rằng cậu phải lọt vào được trận chung kết thì mới có cơ hội đối đầu với Yuri. Nhưng Nanbu lại nói Joe khoan hãy để ý tới Yuri mà hãy tập trung đánh bại những đối thủ trước mắt để leo hạng đã. Gear của Yuri chính là loại tân tiến nhất do tập đoàn chế tạo ra và bộ ghia đó đã được gắn thẳng vào trong cơ thể của Yuri như là một phần của cậu ta. Trong khi đó, một lũ nhóc con vô gia cư đã lên kế hoạch để ăn trộm đồ ở ngoài chợ. Và nhân lúc ông chủ cửa hàng bán máy ảnh không chú ý thì bọn chúng đã thó mất của ông ta vài cái máy ảnh. Joe cùng với Nanbu đã đi tới một cửa hàng để mua phụ tùng thay thế cho bộ ghia hiện tại của Joe. Nhưng Nanbu đột nhiên tỏ ra vui sướng khi nhìn thấy một bộ ghia được làm từ hợp kim titan. Và gã bảo vệ cho biết rằng thứ này chính là mẫu đầu tiên do tập đoàn công nghệ sản xuất ngay sau đó đám trẻ con hồi nãy đã đi tới cửa hàng này để bán mấy cái máy ảnh mà chúng mới trộm được và gã chủ cửa hàng đã trả cho bọn chúng mấy viên kẹo ngọt coi như là tiền công. Như một thằng nhóc có tên là Sa Chiu lại tỏ ra rất tức giận vì gã chủ đã đưa thiếu một viên kẹo. Thấy Sa Chiu có ý chống đối thì gã chủ cửa hàng đã lôi một con dao nhỏ ra để dọa nạt cậu nhóc, buộc Joe phải vội vàng lao tới ngăn gã chủ cửa hàng lại trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Mấy đứa nhóc đã nhanh chóng rời khỏi đấy còn Joe thì lại bị hắn cắt cho một nhát ở trên mũi. Joe đã cùng với Nanbu quay về con thuyền nằm ở dưới gầm cầu của cả hai, và Nanbu đã phải ra sức huấn luyện cho Joe bởi vì đối thủ đầu tiên của cậu cũng khá mạnh. Trong lúc đi xuống bờ sông nghịch nước với bạn bè thì Sachio cũng đã phát hiện ra Joe đang định tham gia giải đấu nên Sachio đã xin Joe dẫn bản đi đến giải đấu cùng với cậu. Nhưng Joe không muốn dẫn theo một đứa nhóc như Sachio nên cậu bé đã rời đi trong giận dữ. Sáng hôm sau, bạn bè của Sachio đã tới cho Joe biết rằng cậu nhóc đã bị gã chủ cửa hàng phụ tùng bắt nhốt bởi cậu nhóc đã cố gắng ăn trộm bộ ghia được chế tạo từ hợp kim titan của lão ta cậu bé đã nói bạn bè của mình cố gắng đưa bộ ghia đó cho Joe mặc để cậu thi đấu trong giải. Trong khi đó gã chủ cửa hàng đang sai tay bảo vệ của hắn tra tấn Sachio để ép cậu bé phải trả lại bộ ghia. Nhưng Joe bỗng dưng phi xe máy vào trong rồi để cho cái xe đè sấp mặt gã bảo vệ. Tuy nhiên gã bảo vệ vẫn không hề hấn gì sau vụ va chạm vừa rồi. Nanbu cùng với lũ nhóc vừa tới nơi thì Joe cũng đã thành công giải cứu được Sachio. Ngay sau đó Joe đã cởi cái áo khoác ngoài của mình để lộ ra bên trong là bộ ghia làm từ Titan nhưng chỉ vừa mới dính có một đòn của tay bảo vệ mà bộ ghia của cậu ấy đã bị vỡ nát ra thành nhiều mảnh tuy nhiên joe quyết định rằng cậu sẽ hạ gục tay bảo vệ bằng tay không joe đã chạy thẳng về phía tay bảo vệ rồi đấm gục hắn ta trước sự kinh ngạc của mọi người joe đã có cái nhìn khác về sa sau sự việc lần này cậu ấy quyết định sẽ đưa sa chio tới giải đấu để làm phụ tá cho cậu vài ngày sau joe đã đi đến võ đài của giải đấu megalo box để tham gia trận vòng loại đầu tiên và đối thủ của cậu là một gã võ sĩ trông khá mạnh được xếp hạng thứ 185. trăm nhưng Joe lại thi đấu với hắn ta mà không sử dụng bất kỳ một loại gear hay công cụ hỗ trợ nào. Hóa ra vào đêm trước ngày thi đấu thì Nanbu đã đề nghị Joe thi đấu mà không dùng đến gear, bởi nếu tay không chiến đấu thì các đối thủ mạnh cũng như giới truyền thông sẽ để ý tới Joe nhiều hơn và nếu theo đúng kế hoạch này thì cậu sẽ được thăng hạng nhanh hơn để sớm lọt vào chung kết của giải đấu. Quay trở lại hiện tại, ai nấy đều khá là ngạc nhiên vì Joe không hề dùng đến gear để thi đấu. Đối thủ của Joe cho rằng cậu đang coi thường hắn và cả giải đấu này nhưng trọng tài cho rằng không hề có một luật lệ hay quy chế nào bắt buộc thí sinh chiến đấu phải có ghia hoặc vật dụng hỗ trợ vừa bắt đầu trận đấu tên kia đã liên tục tung đòn vào Joe buộc cậu phải tập trung né tránh cậu đã phản công và tấn công liên tục vào mặt hắn nhưng việc không có ghia khiến cú đấm của cậu không có quá nhiều uy lực ngược lại với tên kia hắn tuy có ghia nhưng tốc độ ra đòn của hắn khá là chậm và đổi lại thì nếu đấm chúng chắc chắn Joe sẽ phải nhận cực nhiều sát thương hắn chỉ vừa cho cậu một phát thì cậu đã ngay lập tức ngã gục dù cậu đã chắn đỡ được đòn nó Joe sau đó đã đứng dậy khi chỉ mới đếm đến năm Nanbu đã phải gọi cậu về để hội ý. Nanbu muốn cậu bớt mắc sai lầm như vừa nãy nếu không muốn kết thúc khi chỉ mới ở vòng loại. Ông muốn cậu đừng có nghĩ đến việc khô máu mà hãy di chuyển nhiều để hắn mất thăng bằng. Cả ông và Sa Chiêu ngoài sàn đều cuống mà làm hỏng việc khi bắt đầu trở lại trận đấu. Joe đã cảm thấy bước đi của cậu rất nặng nề. Joe chỉ liên tục né tránh khiến khán giả đều bất bình. Đối thủ khá cay cú việc mãi không thể đấm trúng Joe được nên khi vừa mới bắt được Joe thì hắn đã tức giận vật cậu xuống đất rồi đấm cho cậu một trận túi bụi nhưng hắn đã bị trọng tài cảnh cáo bởi hành động vật người của hắn là phạm luật quay lại trận đấu Joe vẫn cố để né đòn còn Nanbu ngoài kia thì liên tục phàn nàn và gào thét với cậu. Tới giờ nghỉ giải thì Nanbu và Joe đã xảy ra cãi vã. Ông phàn nàn việc Joe đánh không tử tế còn Joe thì vẫn muốn đánh theo cách của bản thân. Sachio đã lên tiếng cho rằng Nanbu chỉ quan tâm đến tiếng tăm và lợi lộc như những kẻ xem giải kia. Và ông bây giờ chẳng khác gì một tay huấn luyện viên giỏng. Nanbu đã nhìn nhận lại và đã nhận ra là Joe đang cảm thấy sợ hãi khi phải chiến đấu mà không có ghia cho nên ông đã nói Joe phải cố tìm cách để chế ngự nỗi sợ hãi của bản thân. Khi nghe xong những lời khuyên từ ông thì Joe cuối cùng cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ngay sau đó, Joe đã nhớ lại những gì học được từ Nanbu rồi di chuyển một cách uyển chuyển hơn. Tên đối thủ đã cố gắng tấn công Joe nhưng không tài nào đánh trúng người của cậu được. Thậm chí cậu còn có thể dễ dàng tung ra một cú đấm mạnh khủng khiếp khiến cho hắn ta ngã gục xuống sàn. Khi thấy địch thủ đã hoàn toàn bị knock out thì trọng tài liền tuyên bố Joe chính là người chiến thắng nên khán giả xung quanh đã tỏ ra rất kinh ngạc rồi đứng lên chúc mừng Joe. Và chiều hôm đó thì bọn họ đã vui vẻ trở về nhà sau trận thắng đầu tiên của Joe ở Megalobox. Box. Khoảng thời gian sau đó thì Joe đã liên tục hạ gục được rất nhiều đối thủ khác để tăng xếp hạng và danh tiếng của bản thân. Cậu cũng đã nhanh chóng nổi như cồn nhờ việc không sử dụng gear. Tuy nhiên với vị trí như hiện tại thì Joe chắc chắn vẫn chưa thể lọt vào được chung kết của giải đấu. Nên Nanbu đã nhờ một tay phóng viên sắp xếp cho Joe được đấu với một võ sĩ xếp hạng cao. Nhưng Nanbu đã rất kinh ngạc khi biết vị võ sĩ sắp đấu với Joe chính là học trò cũ của ông ta. Ta sau đó được biết người đàn ông này là Agaki. Nanbu không ngờ có ngày được gặp lại Agaki ở đây, còn anh ta thì cũng mừng khi thoát được địa ngục mang tên chiến tranh. Agaki rất mang ơn Nanbu vì ông đã giúp anh ta có thể trở lại đấm bốc lần nữa ở giải đấu này. Anh muốn tỏ lòng biết ơn với ông nhưng ông thấy anh còn sống tốt là quá đủ rồi. Ông bất ngờ vì Agaki hiện đã ở top 17 và vẫn chọn đấu với Joe, một người chỉ vừa mới nổi, nhưng đó là ân huệ duy nhất anh cho Nanbu, vì anh quyết định sẽ hủy diệt Joe, hủy diệt người đấu sĩ mà ông đã dồn nhiều thời gian cho kia. Vì anh ta cũng muốn đòi lại từ ông những thứ mà anh ta đã đánh mất. Nanbu sau đó đã trở về và cho Joe biết cậu sẽ không đấu trận tiếp theo. Joe tức tối hỏi không đánh là như nào thì ông cho rằng không đánh là không đánh. Joe cho rằng việc đấu với Agaki ở hạng cao sẽ giúp cậu thăng hạng cao dễ dàng hơn và đây là điều mà họ đã nhắm vào từ đầu, nhưng ông cho rằng kết quả sẽ chỉ rất tồi tệ mà thôi. Ông không nói là Joe sẽ chắc chắn thua, mà chỉ ngụ ý rằng trận đấu sắp tới của cậu sẽ cực kỳ khó và thực lực hiện tại của cậu là chưa đủ. Đối thủ của cậu biết hết mọi chiến lược của ông và cũng là tài năng tốt nhất ông đào tạo ra. Nhưng Sachio đã cho ông thấy việc Agaki giờ đã không còn như xưa. Sau khi được đưa về từ chiến trường, anh đã mất đi đôi chân của mình và đang phải dùng chân giả để đi lại. Ông không ngờ Agaki có thể chiến đấu trong tình trạng này. Nhưng ông cũng không muốn Joe chủ quan vì Agaki vẫn rất mạnh. Nhưng cậu vẫn quyết tâm sẽ đánh bại Agaki nên ông đã quyết định nghe theo cậu. Cả hai sau đó đã đi tập luyện. Nanbu biết điểm yếu của Joe là lực tay của cậu rất yếu nếu không tiếp cận đủ khoảng cảnh thì Joe sẽ chẳng thể gây đủ lực để tổn hại đến đối thủ. Ông biết giờ mọi chiến thuật dị của ông đều không thể áp dụng được nên chỉ còn cách mài rũa những kỹ năng có sẵn của Joe. Joe hôm sau đã ra ngoài chạy bộ và lúc trở về, cậu hỏi Sachio là Nanbu đâu thì ông đã ra ngoài và còn lẩm bẩm gì đó trong lúc nấu đồ ăn. Cậu khuyên Sachio cũng nên tập vận động nhiều hơn thay vì chơi với máy móc quá nhiều, nhưng cậu nhóc không hứng thú. Sachio đã tìm được thêm thông tin về Agaki, rằng anh ta rất xuất sắc và mạnh nhưng vì đến tuổi nên đã bị gọi đi nghĩa vụ và khi trở về thì đã tàn tạ như này. Có điều sau khi trở lại thi đấu thì anh ta chỉ mất vài tháng để leo lại lên vị trí như hạng 17 như bây giờ và đa phần đối thủ của anh ta đều tàn tạ đến mức tàn nhẫn. Nên có vẻ câu hủy diệt Joe mà anh ta nói không hề là giỡn. Còn Nanbu lúc này đã đi tìm Agaki. Nhưng ông chỉ gặp được huấn luyện viên mới của anh ta. Ông đã dẫn Nanbu đến xem mộ của những người lính trở về từ cuộc chiến. Những người này đều không chịu nổi cú sốc tâm lý từ chiến trường nên khi trở về một thời gian thì đều đã chọn cách tự chấm dứt của bản thân agaki đã vượt qua những điều đó và chọn trở về vì muốn gặp lại nanbu vậy mà ông lại không có mặt ông đã nghĩ agaki đã chết nên ông huấn luyện viên kia cho rằng nanbu chỉ vì một tờ giấy báo tử mà đã bỏ cuộc quá sớm nanbu biết bản thân sai và không cầu xin agaki tha thứ nhưng ông chỉ hy vọng agaki đừng đem việc tư lên sân đấu ông ta sau đó đã vào gặp agaki và khuyên anh ta vài câu ông khuyên agaki nên từ bỏ trận này mà hãy cố nhắm vào những người có hạng cao hơn vì trận đấu với một người hạng thấp là vô nghĩa và nếu Agaki cứ cố chấp thì trông sẽ chẳng khác gì một kẻ thảm hại đang tức giận vì bị bỏ rơi. Anh đang ganh ghét với học trò mới của Nanbu, người đã giành mất vị trí đáng ra phải thuộc về anh, nhưng anh ta cho rằng anh ta có hoàn cảnh riêng và ông sẽ không thể hiểu được. Agaki trước đây cũng đã từng có ý định tìm đến. Nhưng chính Nanbu là người đã giúp anh ta bỏ đi ý nghĩ đó. Anh ta đã đến phòng gym của Nanbu để tìm ông nhưng nơi đó đã bị đóng cửa và giờ đây là bị giải thể, và anh ta lúc này đã gặp được Joe. Nanbu vừa trở về thì nghe việc Joe lại đi đâu đó. Sachio đã tìm được thông tin về việc bộ gear của Agaki không quá nặng nên sức mạnh gia tăng sẽ không quá nhiều. Nhưng Nanbu biết anh ta chọn gear nhẹ là để không ảnh hưởng đến tốc độ và dám cá là đôi chân mới có khi còn nhanh hơn chân cũ. Nanbu chỉ mới biết Agaki còn sống vài ngày gần đây. Ông gần như đã quên mọi thứ về Agaki, nên ông bị ghét cũng chẳng thể oán trách được ai. Còn Agaki lúc này cho Joe biết Nanbu ngày xưa sẽ không bao giờ khoa trương bằng cách cho học trò đấu mà không cần gear. Nhưng Joe vẫn rất tin tưởng Nanbu, Agaki cho rằng cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị Nanbu bỏ rơi nhưng cậu biết agaki đang giận và đổi lỗi cho nanbu về tình trạng của bản thân anh thích đổ lỗi cho ai tùy ý nhưng sau cùng quyết định vẫn sẽ là của chính anh nên nếu anh ta có ý định hủy diệt cậu thì cứ việc thử nhưng cậu cho biết nó sẽ không hề dễ tối đó lúc luyện tập nanbu luôn muốn jay học cách khắc chế agaki nhưng cậu cho rằng bản thân sẽ không thua nên ông khỏi lo vì cậu sẽ đánh theo cách của cậu agaki sau bao lâu vẫn chưa thể quên được cái ngày mà anh mất đi đôi chân này nhưng hình ảnh nanbu lại chính là thứ khiến anh đau đáu trong lòng nhất trận đấu giờ cũng sắp bắt đầu Số người đến xem đông nghịt và sân thi đấu cũng không chất nổi số người này. Đồng thời Nanbu lúc này cũng đã đến tìm Agaki để nhận lỗi về bản thân và muốn anh đừng có chút giận lên Joe lúc lên sân. Ai nấy đã hò reo cổ vũ cho cả Agaki và Joe. Nanbu nhớ về cái ngày ông nghe tin Agaki đã chết thì đã rất tức tối và mất bình tĩnh. Ông huấn luyện viên bên kia giờ đây chỉ còn tin rằng Agaki phải đánh trận này để có tinh thần vươn lên nên đã để anh ta ra đấu. Vừa bắt đầu, Joe và Agaki đã trao đổi nhẹ vài đòn. Joe đã bị đánh ngã và nhanh chóng đứng lên lại. Và ngay khi Joe vừa tung hụt một đòn thì Agaki đã nhanh tay cho Joe một cú đo sàn. Agaki có vẻ rất nghiêm túc với mong muốn hạ gục đi hy vọng của Nanbu. Nhìn Joe bị đánh gục đến năm mà vẫn chưa ngồi dậy thì Nanbu đã bắt đầu lo, còn Agaki thì đã quyết tâm đòi lại mọi thứ từ Nanbu. Joe sau đó đã đứng dậy và vẫn tiếp tục thách thức Agaki. Joe sau đó đã liên tục bám lấy Agaki để vật. Nhưng khán giả lại bắt đầu chán và muốn cả hai đánh tử tế. Sachio cho rằng Nanbu hẳn phải biết điểm yếu gì đó của Agaki nhưng ông nhận thấy agaki giờ đã khác xưa khi anh vận dụng đôi chân giả quá tốt để vừa đánh vừa phản công khi có sơ hở joe sau đó bị ném ra và bị agaki giữ khoảng cách quá tốt để cậu không thể tung đòn đáp trả vừa bắt được sơ hở thì agaki đã tung đòn nhưng may là tiếng còi kết thúc hiệp đã cứu nguy cho joe một pha nanbu muốn joe từ bỏ ở đây được rồi vì cậu không thể nào thắng được việc đảm bảo học trò ra khỏi sàn đấu an toàn cũng là bổn phận của một huấn luyện viên ông có thể kiếm trận khác để cậu đánh chứ không nhất thiết phải khô máu ở đây rồi có khả năng chấn thương mà không đánh được về sau nữa nhưng Joe cho rằng con đường cậu đi là đường một chiều. Nếu ông không theo được mà muốn quay đầu thì xuống xe còn không thì cứ im lặng mà quan sát. Joe lúc này trở lại sân và quyết định chia đều lực cho cả hai tay. Agaki nghe lời dạy của Nanbu từ miệng Joe thì mất bình tĩnh lao lên và đấm gục cậu. Nhưng Joe tiếp tục đứng lên và vẫn cố áp dụng bài tập của Nanbu đưa ra. Và nhờ chiến thuật chỉ phòng thủ để cố áp sát Agaki thì Joe đã qua được hiệp 2. Huấn luyện viên của Agaki muốn anh ta giáng dứt điểm ở trong hiệp sau. Agaki nhớ đến mấy câu Joe vừa nói cũng là mấy câu mà Nanbu từng dạy để anh ta khỏa lấp đi điểm yếu của bản thân. Còn Nanbu lúc này cho Joe biết Agaki cũng đang dần bắt bài cậu và lúc này Agaki chỉ đang muốn hành hạ cậu ngay trước mặt ông. Cậu thừa nhận điều ông nói là đúng, nhưng đó chỉ là khúc đầu. Còn giờ thì Agaki đã nhận ra việc thắng Joe không hề dễ như bản thân nghĩ, nên cả hai lúc này đều đang nhắm đến việc chiến thắng nên Joe không thể dễ dàng rút lui như vậy. Trở lại trận đấu, Joe vẫn tiếp tục khiêu khích Agaki, thế là Agaki càng lấn át hơn để hành Joe nanbu không hiểu mục đích sau cùng của agaki giờ đây là gì ông biết bản thân đã sai lầm khi đẩy joe vào trận đấu này và đồng thời ông cũng sai lầm khi không tin tưởng joe và giờ đây joe đang phải trả món nợ với agaki thay ông joe một lần nữa bị nốc ao nhưng cậu vẫn đứng lên và cho rằng nanbu đã sai cậu không quan tâm chuyện xảy ra giữa cả hai cậu chỉ xem agaki là kẻ ngáng đường và cậu phải vượt qua cậu sau đó liên tục nói ra câu của nanbu khiến agaki bắt đầu mất bình tĩnh mà vung đòn hụt không bỏ qua sơ hở Zoe đã tung một đòn nốc ao khiến Agaki gục ngay tại chỗ. Huấn luyện viên sau đó đã gọi thì Agaki mới tỉnh lại. Cả hai sau đó lại quay về thế đánh thủ hòa như ở hiệp 2, chờ đối thủ mắc sai lầm. Nhưng nhờ pha vừa rồi mà Nanbu đã có thêm quyết tâm về việc Zoe chắc chắn sẽ thắng. Cả hai bên giờ đều đánh theo dạng chia đều lực vào hai tay. Và Nanbu cho Sachio biết lý do Zoe trước giờ vẫn luôn trụ được ở cái đấu trường ngầm chỉ bằng bộ ghia cùi bắp kia là vì cậu có ý chí kiên cường và không dễ gì bị bẻ gãy. Agaki càng ngày càng để lộ sơ hở và để bị Jay đấm trúng agaki cũng sớm rơi vào thế mất thăng bằng và liên tục dính đòn nhưng agaki buộc phải vùng lên để ăn miếng trả miếng và cả tiếng còi kết thúc hiệp một lần nữa vang lên jay và agaki đã có thể cười với nhau agaki sau đó đã nói với huấn luyện viên và ngay sau đó anh đã chọn bỏ cuộc và nhường phần thắng cho jay jay biết bản thân chiến thắng thì cũng kiệt sức mà gục xuống lý do agaki bỏ cuộc là vì chân giả của anh đã bắt đầu không còn vững nữa nếu tiếp tục thì anh có khả năng sẽ không còn có thể đi lạ được nữa nanbu sau đó đã đến tìm gặp người học trò cũ ông cũng nhận ra anh bị thương ở chân. Agaki đã cố khép lại mọi thứ với ông thông qua việc đánh bại Joe. Anh đã cố tìm câu trả lời và giờ anh đã có câu trả lời bản thân muốn. Joe đã nói với anh mấy lời không sai, rằng việc anh ra nông nỗi này là do quyết định của anh và anh không có quyền oán hận ai cả. Anh sau đó nhờ Nanbu đưa lại cho Joe một thứ, đó chính là lá phiếu đặt cược của Nanbu trước đây. Nanbu ngày đó đã định cược một ván để kiếm tiền đãi Agaki đi ăn trước khi anh nhập ngũ. Nhưng vì thua nên ông đành đưa lại nó cho Agaki xem như bùa may mắn. Quả thật nó đã cứu mạng anh khi giúp anh bỏ đi ý định tìm đến của mình. Agaki sau đó đã nhờ ông chuyển lời chúc may mắn của anh đến Joe. Không lâu sau, người thứ ba giành được vé tham gia vào giải đấu chính Megalobox Box đã được lộ diện. Người này cao 2 mét và có lối đánh cực kỳ hung hãn. Báo chí đã hỏi Yuki là có cơ hội nào dành cho Joe hay không thì cô sẽ chỉ trả lời khi thứ hạng của cậu tiếp tục tăng lên. Iuri lúc này mới biết được việc Joe đang leo hạng thần tốc ở ngoài kia. Duyên nợ của cả hai vẫn chưa kết thúc nhưng đồng nghiệp của Yuri cho rằng Joe sẽ sớm rớt đài vì giải này không dành cho lũ chó hoang. Kể từ trận đấu trước đó, danh tiếng của Joe giờ nổi như cồn. Ai nấy thi nhau đăng báo về cậu, những tác phẩm đường phố về Joe cũng xuất hiện tràn lan. Giờ fan Joe là bố của mọi loại fan, ra đường ai cũng phải nể. Mặc đồ in hình Joe thì như vua mặc long bảo. Không lâu sau đó, trận đấu của top 4 và top 7 đã diễn ra. Ta chỉ cần để ý đến thanh niên top 7 là Mikio này. Ai nấy không biết liệu Joe có cơ hội chen chân vào trận này hay không nhưng Nanbu không muốn sân si nên chỉ đi xem chứ không cho Joe đánh. Ông vô tình gặp được Yuki và cho rằng nếu cô không cho Joe một cơ hội nào đó để chiến đấu thì nhiều người sẽ nghĩ là cô đang thiên vị cho anh trai mình là Mikio kia. Tất nhiên cô sẽ cho Joe cơ hội tỏa sáng nếu cậu hiện không bị thương sau trận đấu với Agaki. Quả thật Joe giờ đang bị thương và bị Nanbu xích lại ở nhà để cậu không trốn đi luyện tập linh tinh. Trận đấu của top 4 và Mikio thì chẳng có từ gì để mô tả ngoài hai chữ ao trình. Mikio đọc được toàn bộ chuyển động của đối thủ và vừa chặn đòn vừa phản công mà không có kẽ hở. Nhưng Sachio cho biết Mikio có một bộ ghia AI nên đọc được toàn bộ chuyển động của đối thủ, nên về cơ bản là ao trang bị. Nhưng Nanbu xem qua thì tên này không chỉ nhờ mỗi trang bị mà đến được dây. Đột nhiên tên Mikio đã đưa ra một lời tuyên bố nữa. Nanbu sau đó chạy về với tâm trạng phần khởi để báo cho Joe biết rằng may mắn lại tìm đến họ, rằng tên Mikio đã đưa ra lời thách thức đến cho Joe. Để xem ai mới là kẻ sẽ vào được top 4 nhân vật sẽ đấu ở giải chính thức kia. Dù chúng có cố bẫy họ ra sao thì một khi lên sàn đấu, cậu vẫn sẽ có được cơ hội tuy bộ ghia của tên kia khá mạnh nhưng doe càng đánh cũng càng mạnh lên nên cậu vẫn có cơ hội doe nghe vậy thì muốn đi tập luyện nhưng nanbu không cho vì ông cho rằng cậu chưa thể đi lại hoàn toàn được sachio chạm nhẹ cậu đã thấy đau và khi cởi áo ra thì người cậu chỉ toàn vết bầm tím nanbu cho rằng cậu vẫn là nên nghỉ ngơi vì nếu để mấy vết bầm này lên sân thì đối thủ sẽ nhắm vào đó mà đánh nghỉ ngơi cũng là một cách để tập luyện cậu sẽ mạnh hơn khi ở thể trạng hoàn hảo và cơ hội đi tiếp cũng sẽ cao hơn doe càng có thêm quyết tâm khi thấy yuri cũng ở trận đấu ngày hôm đó những nhân vật trong công ty lúc này đã hỏi Yuki có chắc về việc tổ chức trận đấu giữa Mikio với Joe hay không. Nhưng chính miệng Mikio đã tuyên bố trước công chúng nên giờ có rút lại cũng chẳng được. Với cả dù Mikio có là người của công ty thì giờ anh ta cũng là một đấu sĩ rồi nên có quyền tự do riêng. Lúc ra khỏi cuộc họp, Yuki được cô trợ lý cho biết là bộ ghia của Mikio cũng có phần nào ăn được bộ của Yuri. Nếu còn để tình trạng này kéo dài thì Mikio sẽ chỉ gây thêm bất lợi cho cô. Có vẻ cô chẳng còn cách nào ngoài nhờ người đó giúp cô đánh bại Mikio. Nanbu lúc này gặp lại ông nhà báo kia và được ông ta cho biết rằng công ty chính chủ không hề muốn Mikio tham gia giải đấu. Lý do thì Nanbu hãy tự xem và tự tìm hiểu, dù lúc này nhận thấy Yuri đang ngày một hoàn thiện hơn với bộ kia của mình. Cô sau đó cũng thấy anh trai Mikio của mình cũng đang tạo ra một bộ ghia để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Anh ta biết Yuki đã cố sắp xếp cho anh ta trận với top 4 để nhằm hạ bệ anh ta. Cô biết anh ta là trở ngại lớn nhất và nếu anh ta vô địch thì cái ghế chủ tịch của cô sẽ sớm lung lay. Dù cho ông nội đã chọn cô đi chăng nữa thì sau cùng hội đồng công ty mới là những người có quyền. Trong lúc đó, jae đã tiếp tục tập luyện dưới chân cầu. Nanbu cho biết mỗi bộ ghia đều có một điểm yếu là vào khoảng trễ lúc ra đòn. Nhưng bộ ghia của Mikio là dạng máy điều khiển người chứ không phải người điều khiển máy, nên khoảng trễ sẽ gần như không có. Nếu cậu không cẩn thận thì kết cục sẽ như tên top 4 kia. Nhưng cậu muốn ông bớt nói mà cứ tập cho cậu. Cậu đấm một cú thật mạnh khiến ông té nhào. Lý do là gần đây, cậu đã cùng bọn trẻ tập luyện thể lực. Cậu tin với cú đấm như này thì địch sẽ bất ngờ. Nanbu muốn Sachio sau này có ý tưởng nào thì hãy nói ra chứ đừng có im lặng mà kéo Joe đi tập luyện khi chưa hỏi ý ông. Nanbu quyết định phải dạy cho Joe vài chiêu phối hợp để cậu có thể tận dụng được đòn tất sát mà cậu vừa có được. Ông sẽ dạy cậu mọi đòn thế mà ông có thể nghĩ ra, cả hai quyết định sẽ luyện tập đến khi một trong hai người gục ngã. Đến ngày diễn ra trận đấu, đám bạn của Sachio đã tìm đường lẻn vào trong nhà thi đấu. Nhóm của Joe lúc này cũng đã sắp lên sân thì bắt gặp Mikio, anh ta đã chờ họ ở đây và cho biết họ sẽ không thể lên sân đấu được nữa vì anh ta đã phát hiện ra sự thật về Joe rằng cậu là một kẻ ngoài pháp luật và có số má trong việc bán độ ở đấu trường ngầm. Giờ cậu lên sân thì anh ta sẽ công bố tất cả. Joe định lao đến thì bị Nanbu đấm cho một cú và lôi về. Ông biết ngay từ đầu trận này đã có kết quả. Mãi chưa thấy Joe lên sân nên đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược. Mikio thề là sẽ đòi lại tất cả mọi thứ mà Yuki đã cướp mất từ anh ta. Và thế là đồng hồ đã điểm về không mà Joe vẫn chưa lên sân. Nanbu thấy hành trình của họ có vẻ đến đây là kết thúc. Lúc trở về, Joe đã rất tức giận. Còn Nanbu đến gặp Fuxi để chịu trận, nhưng Nanbu vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn. Ông không biết tại sao Mikio lại có được thông tin về họ và đáng ra nếu muốn hạ bệ Joe thì Mikio chỉ cần công bố thông tin trước công chúng là được. Vậy mà lại một mình đến gặp họ để ép buộc họ từ bỏ. Tối mai sẽ là cơ hội cuối để họ trở lại, và Nanbu đã xin Fuxi giúp đỡ để được quay lại sàn đấu. Thế là Fuxi đã cho cả biết rằng, hai tuần trước có kẻ xuất hiện ở thế giới ngầm và dò xét về Joe, nhưng Fuxi và người của ông đã giấu đi được hết. Lý do Mikio có được thông tin là nhờ vào vài kẻ cay cú với những trận bán độ của cả hai. Nên về cơ bản thì Mikio không hề có bằng chứng cáo buộc Joe. Fushi đã cho ông thông tin ông cần như đây cũng chỉ là cơ hội cuối dành cho ông. Fushi cũng có đầu mối quan trọng dành cho ông, cụ thể là ở thế giới ngầm có một tên từng là cựu nhân viên sản xuất gear cho công ty nhà Yuki. Kẻ đó là khách quen ở đây nên chỉ cần dụ dỗ một chút là sẽ có được thông tin. Tên đó đã sớm được đưa đến gặp Fushi và bắt đầu quá trình moi thông tin từ tên này. Tất cả mọi thứ về tập đoàn công nghệ kia, trong lúc đó. Mikio đã đến gặp Yuri và cho rằng bản thân chắc chắn sẽ vào giải đấu chính và đánh bại Yuri. Sau khi đã hạ bệ được Joe hoàn toàn, nhưng Yuri có lòng tin ở Joe nên bảo Mikio cứ cẩn thận vì vẫn chưa xong đâu. Trong lúc đó, tay cựu nhân viên kia đã trọ bọ biết về việc tập đoàn kia không hề gắn kết mà có lục đục nội bộ từ bên trong. Vì dự án mà Mikio làm đều được đích thân anh ta giám sát thay vì giao cho nội bộ công ty. Sachio đã nghe được và kể lại cho Joe. Joe nghi ngờ phải có lý do gì đó mà Mikio mới không muốn đấu với cậu. Tay cựu nhân viên đã cho Nanbu biết họ không thể đánh bại được Mikio vì anh ta có bộ ghia có thể nhìn ra chuyển động của đối thủ mà đưa ra phương pháp chặn đòn. Nhưng nó chỉ dò được chuyển động từ ghia của đối thủ. Và Joe lại không dùng ghia nên Mikio mới không tự tin khi đánh với cậu. Sachio đã kể lại mọi thứ nghe được cho Joe và giúp Joe có thêm hy vọng. Nanbu lúc này quyết định đi tìm người có thể giúp ông đưa Joe quay lại trận đấu. Đó chính là Yuki. Ông muốn một trận tái đấu giữa Zoe và Mikio vì ông dám chắc Joe là điểm yếu của Mikio nhưng cô từ chối và cho rằng Joe chỉ là kẻ đã trốn chạy khỏi sàn đấu. Nhưng ông cho rằng Mikio đã bẫy ông và Joe, và cũng chính cô là người đã kéo Joe vào trận này. Nhưng cô từ chối tin ông vì nếu ông cho rằng Mikio đã đặt bẫy ông và Joe thì tại sao ông lại phải tin, và cô cũng không muốn đặt hy vọng vào một kẻ không ghia. Trong lúc đó, Joe đang khá lo lắng, vì lúc chạm mặt, Mikio đã không hề có sự nao núng nào mà vẫn rất tự tin về việc bản thân có thể đánh bại được Joe. Còn Nanbu không còn cách nào khác ngoài lấy ra bằng chứng thật sự về quá khứ bẩn thỉu của Joe cho Yuki xem. Cô chọn tin ông hay không thì tùy, nhưng sự thật thì Joe đã tự hạ những kẻ mạnh để đi được đến đây và cậu là một người chuyên nghiệp thật sự. Nhưng cô vẫn thẳng thừng nhốt Nanbu lại trong phòng và rời đi. Tối đó Yuki đã tổ chức buổi công bố người thứ tư sẽ vào giải chính thức. Nanbu lúc này đã gọi về cho Sachio báo là ông đã thất bại, nhưng Sachio cho biết là Joe đã biến mất. Cậu lúc này đang phóng xe đến buổi lễ kia. Yuki lúc này đã công bố xong người thứ tư sẽ vào giải chính thức chính là Mikio. Anh ta vừa nhận giấy thì Joe đã lao xe vào cản lại, Sachio đã cho Nanbu nghe và Joe lúc này đã yêu cầu được tái đấu với Mikio. Anh ta không chịu và muốn bảo vệ đưa Joe đi, nhưng Yuki đã quyết định tin vào Joe. Cô muốn Mikio tái đấu với Joe lần nữa vì Mikio phải thể hiện bản thân xứng đáng thông qua trận đấu chứ không phải chỉ là qua một trận đấu mà đối thủ đã không đến tham dự. Joe đã có cơ hội thứ hai và nhận lấy một nửa tấm vé từ Yuki. Không lâu sau, trận đấu giữa cả hai đã chính thức diễn ra. Khán đài hôm đó đông nghịt và người theo dõi qua màn ảnh cũng không hề ít. Dù nói Joe là khắc chế của Mikio nhưng Joe trên sân vẫn đang là người thua thế, vì Mikio cũng có võ nghệ chứ không hoàn toàn phụ thuộc hết vào ghia. Joe bị dồn vào thế thủ và chưa thể hiện được gì nhiều, cậu bị đánh cho đo sàn và Nanbu nhận ra cậu đang dần bị đọc vị dù không hề sử dụng ghia. Zuki biết đây là mẫu mới mà Mikio phát triển để đấu với Yuri. nhưng giờ lại phải đem ra để sử dụng trước Joe. Joe đã cố dùng những đòn thế mới mà Joe học được để đáp trả. Nhưng AI của Mikio vẫn học quá nhanh để rồi cho Joe đo sàn lần nữa. Joe tức giận lao đến thì bị gạt cho ngã xuống hiệp đấu kết thúc nên joe tạm thời có thời gian để suy nghĩ kế sách juki thấy kết quả đã có nhưng yuri thì vẫn chưa joe lúc này vẫn chưa tìm được cách nào tốt để đối đầu với mikio càng đánh thì các đòn thế của cậu sẽ càng bị đọc nhiều hơn nhưng bên Yuki xem qua phía sau mikio thì biết mikio sẽ không trụ được lâu vì anh ta đang tự đồng hóa trí não với trí tuệ nhân tạo càng kéo dài thì ảnh hưởng lên trí não càng lớn nhưng mikio quyết tâm phải thắng để xem ai mới là kẻ xứng đáng kế thừa công ty này trong suốt quá trình tập luyện không biết bao nhiêu lần Mikio đã phải tiêm thuốc vào người để giữ mức đồng bộ ổn định. Dù đã vào hiệp 3 nhưng Joe vẫn chưa cải thiện tình hình được là bao, cậu vẫn bị dồn vào dây đài và liên tục nhận đòn. Cậu vẫn buông lời khiêu khích Mikio để rồi bị anh ta đấm bay khỏi sàn đấu, Nanbu không cho Sachio chạm vào nếu không Joe sẽ bị loại. Ông muốn Joe hãy tung ra cú đấm tất sát đó, vì ông tin cậu vẫn có thể thắng. Joe đã quay trở lại sàn đấu để chứng tỏ Gia không tạo nên một đấu sĩ. Iuri trước đó đã có đến gặp Mikio lúc anh ta đang tập luyện, Mikio đã hỏi tại sao Yuri lại không chọn công nghệ AI như của anh ta mà lại chọn bộ kia đáng kinh tởm kia. Nếu Yuri đã chọn Tinzuki thì sao không phân thắng bại ngay tại đây luôn để xem gear nào tốt hơn, nhưng Yuri chỉ đấu với kẻ thắng cuộc. Anh ta sau đó quay lại tung một đấm thì Mikio đã đưa tay lên đỡ, nhưng Yuri muốn biết đòn này là do Mikio hay AI đỡ. Và quả nhiên Mikio chẳng là gì nếu không có AI, Jay lại liên tục bị đòn nhưng cậu đã lao đến ôm lấy Mikio và bị vật ra. Cả hai đều bị tính là phạm lỗi nên ai phạm lần nữa sẽ bị loại. Joey sau đó quyết định buông bỏ thế thủ và để Mikio tung đòn, nhưng anh ta tự nhiên tung đòn rồi giật lại liên tục thay vì tung đòn dứt điểm. Hiệp đấu lại kết thúc và Yuri đã cho ta biết ai muốn tung đòn nhưng Mikio lại kháng cự lại. Vốn dĩ Joey buông bỏ thế thủ là để Mikio không biết cậu đang mưu tính điều gì. Kể ra thì pha vừa rồi cậu cũng đã gần như đánh cược vào cơ hội đó, giờ Joey đã có được điều cậu muốn, một cơ hội để cậu tung một cú và dứt điểm trận đấu. Mikio lúc này lưỡng lự trong việc có nên tắt hệ thống tự động đi hay không. Đội hỗ trợ khuyên anh ta nên tắt đi nhưng anh ta đã từ chối, và rồi khi bắt đầu hiệp, Joe vẫn không để thế thủ mà đứng yên. Mikio đã tung đòn vào mặt Joe nhưng không đến mức đủ để dứt điểm. Joe đã nhờ Nanbu phụ cậu quan sát và rồi cả hai đã cùng lúc nhận ra Mikio sắp lao đến tung đòn dứt điểm. Nanbu biết đó là một đòn đấm thẳng bằng tay trái, và khi lao lên Mikio đã đưa tay phải ra, nhưng rồi lại tung bằng tay trái, Joe đã đoán được và lách nhẹ rồi tung một cú móc thẳng vào hàm Mikio. Anh ta là người gục ngã, còn Joe thì vẫn trụ vững. Cứ thế Ai nấy đều hò hét vang trời khi một kẻ từ dưới đáy bảng xếp hạng đã vươn lên trở thành một trong bốn người sẽ tham gia giải đấu chính thức. Mikio sau đó đã quay đi và chính thức công nhận ra Jae là một đối thủ đáng gờm, một đấu sĩ thực thụ. Dù những việc Mikio đã làm có phần hơi tiêu cực nhưng chẳng ai có thể phủ nhận việc anh ta đang cố gắng hết sức để khẳng định giá trị của bản thân. Nhằm vươn lên để lấy lại vị thế trong công ty này, Jae sau đó đã chào hỏi Yuri vài câu. Cậu giờ đây đã đến giải đấu của anh ta và sẵn sàng để tái đấu một lần nữa. Yuri cũng đã phải thừa nhận Jae nhưng vẫn xem cậu chỉ là một con chó hoang, nhưng không phải một con chó hoang tầm thường. Tối đó, Nanbu và cả hội đã tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng của Joe, Nanbu thì cùng mấy ông bạn chè chén. Joe thì chỉ muốn đi nghỉ ngơi, nhưng Nanbu sau đó đột nhiên ra ngoài để gặp Fuji. Ông ta đến đây là vì còn chuyện muốn giải quyết với Nanbu, Nanbu vẫn chưa kể chuyện thực sự đã xảy ra cho Joe và Sa Chiêu biết. Nhưng Fuji cho biết cuộc chơi đã kết thúc và giờ ông sẽ buộc phải giải thích cho Joe nghe, thực ra vào 3 tháng trước. Fuji đã yêu cầu ông phải đưa Joe đến được giải đấu chính, nhưng họ sẽ không được phép thắng trận. Lý do là vì Fuji muốn sắp xếp một trận bán độ với quy mô lớn và Nanbu đã đồng ý với Fuji về việc đó. Nanbu lúc này cố khuyên Joe nghe theo kế hoạch bán độ của ông. Joe cho rằng ông không tin tưởng cậu nhưng ông biết cậu rất có tài. Chỉ là những người như họ dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể bằng được những kẻ có quyền. Ông rất muốn để cậu tham gia vào giải một cách trong sạch. Nhưng họ đã phải dùng căn cước giả để tham gia nên giờ không còn đường lui nữa. Joe cảm thấy bản thân đã chẳng còn chút lòng tin nào với Nanbu nên quyết định quay đi. Sachio cũng không thể tin được việc Nanbu đã làm nên đành quay đi. Còn Fuji thì nhắc cho Nanbu nhớ là nếu ông không làm xong giao ước thì người trả giá sẽ không chỉ mình ông mà còn là hai đứa kia nữa. Sáng hôm sau, bốn thí sinh tham gia giải đấu chính đã có một buổi họp báo, nhưng Joe lại không đến tham dự. Cậu lúc này đang ở nhà của ông chú sửa xe ngày trước. Ông không ngờ chỉ mới 3 tháng trước cậu vẫn còn là một tên vô danh mà giờ đây lại là kẻ được nhiều người biết đến. Còn Nanbu lúc này đã đi tìm Sachio, cậu nhóc cho rằng ông đã lợi dụng Joe. Nhưng ông biết cậu nhóc cũng chẳng khác gì ông, ông biết bố cậu nhóc từng là kỹ sư của công ty kia thông qua lời kể của người cựu nhân viên kia ông biết được bố của sa chio đã bị công ty cướp mất công trình nghiên cứu và bị thủ tiêu cậu nhóc cũng đành thú nhận và cho biết mẹ cậu nhóc cũng mất sau đó một năm vì bệnh nên cậu nhóc mới trở thành như bây giờ ông sau đó đã đưa sa chio đi cùng cả hai đã đến một bữa tiệc có sự tham gia của yuki ông cho biết ông và sa chio đều có cùng mục tiêu là trả thù công ty này và cả hai chỉ vô tình ngồi cùng thuyền nhờ có doe Giờ đây Joe đã bỏ đi thì ông chỉ có thể giúp Sachio trả thù bằng cách đưa cậu nhóc một con dao và để cậu nhóc tự vào mà trả thù nếu muốn. Cậu nhóc đã có ý định đó trong đầu nhưng đột nhiên thấy có trẻ con trong đó thì đã nghĩ lại, cả hai đều đặt cược sự trả thù của bản thân vào Joe bằng cách giúp cậu vươn đến đỉnh cao. Họ đã chọn tin vào Joe nên giờ Joe là hy vọng của họ, nhưng giờ nếu Joe không bán độ thì Fuji sẽ là thế lực mà họ cần lo ngại. Vì Fuji có đủ quyền lực để đối đầu với cả tập đoàn công nghệ của Zuki. Nanbu sau đó đã vào gặp Zuki và nhờ cô chăm sóc Sachio, vì suy cho cùng công ty của cô cũng mắc nợ cậu nhóc. Ông sẽ không đòi hỏi quá nhiều từ cô mà chỉ cần cô chăm lo cho Sachio đến khi trận đấu của Joe kết thúc. Đây sẽ là lần cuối ông gặp trực tiếp cô và ông cũng giao lại bằng chứng cho Sachio giữ. Vài ngày sau, trận đầu tiên của giải chính thức đã được diễn ra. Yuki cũng đã cho điều tra nội bộ công ty và biết được quả thật công trình nghiên cứu của bố Sachio đã bị công ty cô chiếm đoạt bất hợp pháp và ở trận đầu tiên này. Đấu sĩ đầu tiên sẽ lên sân là một đấu sĩ người Mexico. Anh là đấu sĩ hạng 2 và được biết đến với biệt danh con nhện, PP. Và đối thủ của anh ta là nhà vô địch của công ty đã tổ chức ra giải đấu này, với biệt danh vua của các vị vua. Iuri, Zuki lúc này đã cho trợ lý đi tìm những thành phần giao dịch bất hợp pháp trong công ty và thanh trừ những thành phần đó. Joe cũng đã đến xem trận của Iuri còn Nanbu thì ở một nơi uống rượu, vừa mở màn. PP với lối đánh và sải tay dài của bản thân đang liên tục ra đòn, nhưng Iuri vẫn là một người bình tĩnh và quan sát kỹ hành động của đối phương để đưa ra hành động đáp trả. Hai bên ăn miếng trả miếng và sớm kết thúc hiệp 1, và hiệp 2 PP lại tỏ thế chủ động và lao đến Yuri buộc anh phải né tránh đòn hiểm và lui về một nhịp. PP vừa gáy dơ là sẽ đánh bại Yuri thì anh liên lao lên tức thì và tung một cú móc vào cằm PP rồi nhồi thêm một cú nữa để khiến PP gục hẳn. Ai nấy đều không nhìn kịp đòn của Yuri cho đến khi xem trên màn hình quay chậm, lúc ra về, Joe đã gặp lại Yuri ở bên ngoài nhà thi đấu. Joe thấy thích đòn mà Yuri đã tung ra, Yuri đã hỏi Joe tại sao cậu không dùng ghia. Ban đầu cậu không dùng là để nổi bật, nhưng giờ cậu thích cảm giác mạo hiểm khi không sử dụng ghia cậu muốn đấu một trận với Yuri, một trận giúp cậu có thể thực sự trưởng thành dù thắng hay thua. Cậu hỏi mục đích chiến đấu của Yuri là gì? Anh chiến đấu là vì mang ơn Yuki, cô là người đã đưa anh đến tận đây. Trong lúc đó, Nanbu đang say xỉn đến nơi luyện tập của Joe. Ông vừa có một cuộc trò chuyện nhỏ với Fuji, ông ta cho biết Nanbu giống như một con bọ cạp vậy, việc trích sinh vật khác đã ăn vào máu của loài bọ cạp. Dù chúng có đang bám trên lưng một con ếch để được đi nhờ qua sông thì bản năng cũng sẽ khiến nó chích con ếch và rồi cùng chết đuối. Nên ý của Fuji ở đây là nếu Nanbu chỉ biết làm theo bản năng thì ông sẽ sớm kéo cả Joe chết cùng ông. Những ngày sau đó, báo chí liên tục đưa tin về trận đấu sắp tới của Joe. Ai nấy đều đặt tỷ lệ thắng cao vào Joe. Fuji đã gọi đến để thông báo về việc dự định ban đầu của Nanbu có vẻ vẫn rất suôn sẻ. Giờ ông chỉ cần đảm bảo việc Joe sẽ bán độ nữa là được. Nanbu sau đó đã lên đường rời đi và người của Fuji cũng đã bám theo để chắc chắn. Trong lúc đó, Yuki nhận thấy Sachio vẫn đang giúp cô vài công việc trong nhà cậu nhóc chỉ là không muốn mang danh ăn bám nhà cô mà chẳng làm gì. Cô hỏi Sa Chiêu có muốn đến quan sát trận đấu của Joe hay không thì cậu nhóc đã từ chối mà quay đi. Và tối đó, trận đấu giữa Joe và đối thủ của cậu đã diễn ra. Đối thủ của Joe là một đấu sĩ mang danh là sư tử chết chóc. glen và Joe trận này sẽ giống như võ tòng. Tuy không phải tay không đánh hổ nhưng cũng là tay không đánh sư tử. Cậu được nhận định là người liên tục tạo nên phép màu mà không cần công nghệ hỗ trợ. Sachio lúc này đang hơi sợ sệt và nhớ lại việc Joe đã chỉ cậu nhóc cách vượt qua nỗi sợ đó chính là chạm vào thứ gì đó và nó sẽ giúp cậu nhóc trở về với thực tại. Joe lúc này vẫn đang suy nghĩ về việc có nên nghe chỉ dẫn từ Nanbu hay không. Nanbu lúc này đang ngồi với Fuji. Fuji và bên nhà cái đều muốn Nanbu hãy để Joe thi đấu tốt trong hai hiệp đầu và bán độ ở phút cuối hiệp ba. Fuji đã mời Nanbu một bữa để xem ông có xác định đây là bữa cuối của cuộc đời hay không. Glenn bên kia đã có màn trào sân hào nhoáng bằng cách đi trên một con xe tải quái vật bằng vàng. Còn với Joe cậu giờ đây có vẻ như đã thay đổi bản thân đó là cậu đang mang ghia của bản thân vào bộ ghia ghẻ mà cậu đã vứt xó suốt một vài tháng qua ai nấy đều bị bất ngờ và cho rằng đây là chiến thuật của joe vì hôm nay joe không có ai để hỗ trợ cả joe sau đó đã nghe được những lời của nanbu ông cho biết việc bán độ sẽ ở hiệp ba nên cậu dáng trụ đến lúc đó sa lúc này đã đến nhà thi đấu và gặp lại đám bạn nhưng cậu nhóc lại chọn không vào mà chạy đi ở trên sân đấu joe lúc này vẫn chưa tỏ ra quá thua thế dù Nanbu liên tục chỉ dẫn cho cậu ở trên kia nhưng cậu hoàn toàn không làm theo lời ông mà cứ đánh theo cách của cậu và quả thật cậu đã có thể làm khó được Glenn khi liên tục ăn miếng trả miếng và còn suýt móc được một cú vào cằm Glenn. Anh ta trả đòn thì cậu kịp đưa tay chống đỡ và vượt qua được hiệp một ở trên chỗ của Nanbu. Đám vệ sĩ của Fuji khuyên ông là đừng nên cố giúp Joe thắng nhưng ông cho rằng Joe đã có cơ hội để thắng nhưng cậu đã cố tình bỏ lỡ nó. Fuji cũng thừa nhận là Joe đã có cơ hội thắng nhưng lại cố tình bỏ qua để không bị người ta nhận ra là bán độ. Nhưng rõ ràng là Zoe đang không hề nghe sự trợ giúp từ Nanbu. Tiếp tục hiệp 2, Zoe vẫn giữ bản tính lì lợm và không chịu nghe những lời của Nanbu, vì ông chỉ đang cố giúp cậu trụ đến hiệp 3 chứ không phải giúp cậu chiến thắng, nhưng ngay sau đó, Zoe đã bắt đầu đuối thế trước Len buộc cậu phải nghe lời của Nanbu để trụ vững tiếp cuộc chơi, cứ thế hiệp 2 đã kết thúc. Sachio lúc này đang giận Nanbu và Zoe vì cả hai đều chỉ làm theo ý mình, nhưng cậu nhóc nhận thấy bản thân cũng chẳng khác gì khi lợi dụng Zoe để trả thù, cậu nhóc sau đó đã thấy sàn đấu và bắt đầu nghe Zoe về việc nên thử vận động một chút cậu nhóc đã tập vài đòn đấm hiệp ba đã bắt đầu và nanbu muốn joe từ bỏ và qua được vụ này thì cậu sẽ tự do nhưng fuji không hề có ý định để cả hai được tự do sau vụ này vì joe sẽ mãi là máy kiếm tiền cho ông ta joe đã bị đẩy về góc sàn và sa chio lúc này đã chạy vào cậu nhóc đã bảo joe hãy chấn chỉnh lại và chiến đấu cho chính bản thân mình iuri ở trên khán phòng cũng đột nhiên rời đi người của nhà cái đã phải sai đám bảo vệ đi tóm sa chio lại nhưng joe lúc này đã ăn một đấm của Glenn mà đo sàn Iuri đã xuống đến đây để gọi Joe tỉnh lại vì lời cậu đã hứa với anh ta. Và Nanbu là người đã tiếp cho cậu chút động lực còn lại. Ông muốn Joe đứng dậy chiến đấu. Chiến đấu nhưng cách ông đang đánh lại lũ nhà cái trên này, ông thừa nhận cậu thật sự có tố chất và đó không phải là khoác lác. Cậu sau đó đã đứng lên và quay lại trận đấu. Cậu tận dụng cơ thể nhỏ con hơn của bản thân để né đòn từ Glen và rồi tung cho anh ta một cú. Cậu sau đó tiếp tục tận dụng sơ hở để móc một cú trước mặt Glen, Tuy cú đó hụt nhưng là tiền đề cho cú đấm trái của cậu sau đó. Đây chính là chiêu cậu đã học được từ Yuri. Sachio đã mừng rỡ chạy lên và làm rơi mất căn cước của Joe. Nanbu lúc này đã bó tay và Fuji cho rằng con bọ cạp nhà ông đã chọn sai người để trích rồi. Yuri giờ đây đã thực sự ghen tị với Joe và anh phải thừa nhận cậu là một đấu sĩ xịn sò. Joe sau đó đã chạy lên thì thấy Nanbu đã hy sinh con mắt còn lại vì cậu. Ông là người mong muốn thấy cậu thành công hơn bất cứ ai. Và giờ ông đã hy sinh cơ hội đó để giúp cậu có thể tiếp tục tiến bước. Ông không hối hận vì quyết định này. Còn Fuji thì đã để yên cho cả hai đưa Nanbu đi. Tối đó, Yuri đã đến tìm Yuki và nói với cô về việc bản thân sắp tới muốn tháo gear ra để đấu sòng phẳng với Zhe. Anh muốn tự mình vượt qua Zhe bằng sức mạnh của chính bản thân chứ không phải bằng công cụ mất cân bằng này. Yuki vốn không muốn vì cô muốn lợi dụng trận đấu của Yuri để cho cả thế giới thấy ngành công nghiệp gear này sẽ có thể phát triển ra sao. Yuki đã từ chối yêu cầu của Yuri. Nhưng anh không cầu xin cô mà chỉ thông báo cho cô biết, nếu cô đã không đồng ý thì anh sẽ không trở về đây nữa, hôm sau. Zhe vẫn điên cuồng tập luyện không chỉ bởi vì việc đã xảy ra với Nanbu mà còn vì cậu sắp được đấu với Yuri. Nanbu lúc này trở về, ông đã mang theo Agaki và ông huấn luyện viên của anh ta. Nanbu muốn nhờ Agaki làm đối thủ tập luyện với Joe. Vì hiển nhiên anh ta vẫn hơn cái bao cát kia, cả hai có cơ hội lên sàn trở về. Chân Agaki đã ổn nên giờ cứ đánh thoải mái, Joe cũng tiếc vì hôm đó đã không knock out được Agaki. Nhưng ông huấn luyện viên nhắc cả hai nhớ rằng đây là đấu tập, Nanbu rất vui vì không ngờ chỉ 3 tháng trước họ còn bán độ ở thế giới ngầm mà giờ lại đấu giành chức vô địch toàn thế giới nhưng cái giá phải trả là không nhỏ nhưng nanbu cho rằng ông đã thấy quá đủ trong lúc đó iuri đã đến căn nhà trong rừng của mikio anh đến đây mục đích là nhờ mikio giúp một việc đó là giúp anh tháo ghia ra để anh có thể được đấu với joe mikio không chắc việc này sẽ thành công vì bộ ghia đó đã là một phần cơ thể của iuri và anh ta thì chỉ có những vật dụng không quá hiện đại trong lúc đó yuki đã liên tục nhớ về iuri đột nhiên có ai đó gọi đến cho cô Cô đã đi và gặp lại Yuri đã được phẫu thuật để tháo ghia. Mikio dù đã giã từ gia tộc nhưng anh nghĩ là vẫn nên cho Yuki biết chuyện. Yuri đã quảng cáo tốt cho ghia mà cô mong muốn suốt nhiều trận đấu, nên giờ ít nhất hãy để Yuri làm điều mà bản thân anh muốn. Nhưng Yuki vẫn mong muốn hủy trận chung kết. Cô sau đó trở về công ty và đã biết được rất nhiều thông tin thật sự về Joe. Rằng cậu chỉ là một kẻ không có danh tính, nên chỉ cần tung ra những bằng chứng này thì cô sẽ có thể hủy trận chung kết. Nhưng liệu làm vậy có là đúng đắn, và cô liệu có hủy hoại cả đời Yuri vì điều này? Cô cần thời gian suy nghĩ nên tạm thời sẽ cất giữ những bằng chứng này. Nanbu lúc này nhớ về lúc ông mới gặp Joe và nhìn ra tiềm năng ở cậu nên đã chiêu mộ cậu về để huấn luyện và kiếm tiền. Ông sau đó lắng nghe và biết Joe đang bỏ quên lời dạy chia đều lực của ông, ông mù chứ không biết nên cậu đừng ông qua mặt được ông. Sau buổi tập, Agaki phải thừa nhận là Joe rất có tài và có khả năng hạ được Iuri. Nanbu nhận thấy có khi Joe mới là người đã chăm lo cho ông suốt thời gian qua. Iuri lúc này đang bị nỗi đau rằng xé, anh liên tục đập cửa buộc Mikio phải giam anh lại. Mikio cho Yuki biết Yuri đã như vậy suốt 5 ngày và họ chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện cho Yuri có thể vượt qua được chính mình. Mikio thực ra vẫn có cách giúp Yuri giảm đau, nhưng Yuri đã từ chối mà muốn tự mình vượt qua. Anh tin nếu là Yuki thì có thể thuyết phục được Yuri dùng thuốc để tạm thời qua đi cơn đau mà nghỉ ngơi. Cô đã vào gặp Yuri và muốn đưa Yuri trở về, nhưng anh cho biết thầy của anh đã dạy là anh nên để mắt đến người mà anh sẵn sàng dùng cả đời để chiến đấu. Giờ đây anh đã tìm được người đó nên anh không muốn Yuki cướp đi mục tiêu sống của anh. Sáng hôm sau, Yuki vào lại xem Iuri ra sao, anh ta đã vượt qua được cơn đau và tập luyện trở lại. Cô nhận ra hình bóng Iuri rất giống với lần đầu cô gặp anh trên sân tập. Yuki sau đó quyết định ra về và chấm dứt với Iuri để anh có thể làm những gì mình muốn. Cô sau đó đã đến tìm Joe để trả lại cậu chiếc thẻ căn cước giả này. Cô thật sự đã biết cậu là ai nhưng vẫn làm ngơ. Cô còn cho biết Iuri đã tháo ghia để có thể đấu với cậu. Tuy Joe khác sốc nhưng đồng thời cậu cũng rất phấn khích khi đối thủ của cậu cũng đã quyết tâm đến như vậy do đó cậu cũng cố gắng kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ để đáp lại Yuri trong thể trạng tốt nhất và rồi không lâu sau đó ngày diễn ra trận đấu quyết định và cuối cùng cũng đã đến vào ngày sắp diễn ra trận đấu Joe đã được Nanbu gửi lại cho tấm vé bùa hộ mệnh mà Agaki đã giao lại cho ông trước kia và đến ngày lên sân đấu ai nấy đều bất ngờ khi trên sân là hai đấu sĩ không sử dụng gear đồng thời Sachio để ý thấy trên những bộ phận từng được gắn gear của Yuri có những vết sẹo quả nhiên Yuri là đối thủ hoàn hảo nhất dành cho Joe dù lúc này thì vẫn giận dỗi Yuri mà không đến xem trận chung kết Joe lúc này ở trên sân đang dần bị Yuri lấn lướt. Việc mất đi gear không khiến Yuri chậm đi mà còn cho anh thể trạng tốt nhất từ trước đến giờ. Mọi đòn của Joe đều bị Yuri nhìn thấu. Đánh đấm một hồi thì hiệp một đã kết thúc. Joe phải thừa nhận là bản thân đang bị Yuri đè đầu nên giờ phải nghiêm túc lại. Nanbu cho biết Yuri tuy là phòng ngự lẫn tấn công đều tốt nhưng anh cũng chỉ là con người nên sớm muộn cũng sẽ có sơ hở. Yuri ở thời gian nghỉ giải lao đã không hề ngồi xuống nghỉ. Ai nấy nghĩ anh đang sung sức nhưng Mikio biết Yuri hiện đang phải kìm nén nỗi đau sau phẫu thuật nếu giờ anh ngồi xuống thì sẽ không thể đứng lên được nữa quay lại với hiệp 2, doe lại tiếp tục phòng thủ nhưng trong khoảnh khắc cậu đã vùng lên và móc một cú buộc yuri phải né tránh anh định phản đòn thì cậu lòn qua và đánh trả nhận thấy yuri sắp phản đòn trở lại thì cậu ngay lập tức về lại thế thủ cậu sau đó lại tìm được cơ hội để tung đòn nhưng ngay lập tức bị yuri né và tung lại cho một đấm trực diện doe sau đó tiếp tục đứng dậy nhưng hiệp cũng đã hết Nanbu biết đây sẽ là một trận đấu về sức bền. Ai phạm sai lầm hoặc kiệt sức trước sẽ là bên thua cuộc, những hiệp sau đó. Joe lại liên tục phòng thủ chờ Yuri phạm sai lầm, nhưng anh ta rất tỉnh khi cố tình để lộ sơ hở nhằm nhử Joe đánh để đáp trả. Joe phải nhìn thấy chân của Yuri để tìm ra sơ hở nhưng khả năng mắc sai lầm của Yuri là quá thấp. Anh ta lại tung đòn để nhử Joe luồn sang và anh ta lại cho cậu một cú ngay bên sườn. Nhưng vừa định móc thì cậu lại né mà phản công, cả hai vẫn chưa hề có dấu hiệu đuối sức và nhiều người còn lại lợi thế. Trong lúc đó, Yuki đã đến gặp quân đội để giới thiệu sản phẩm. Nhưng họ muốn cô tích hợp vũ khí vào gear, Cô đã từ chối vì cô chỉ tạo ra công cụ giúp đỡ chứ không phải vũ khí. Nhưng họ lại cho rằng cô đã biến nó thành vũ khí khi cho các đấu sĩ sử dụng nó trong giải đấu. Trận đấu dai dẳng của Yuri và Joe lúc này đã đến được hiệp thứ bảy. Sachio thấy Yuri thi đấu một mình và không có hỗ trợ nên đã mang cho anh ta một ly nước. Họ đều tôn trọng một đối thủ như anh nên không muốn anh thua chỉ vì thiếu nước. Anh đành nhận và tiếp tục trận đấu, cả hai kéo dài trận đấu đến tận hiệp thứ 10. Nhưng nhiệt độ vẫn chưa hề giảm xuống, hết cả hiệp 11, Joe đã bắt đầu đuối sức rõ rệt nhưng Nanbu đã nhắc cậu nhớ cậu là ai. Cậu là đấu sĩ mạnh nhất giải đấu, và Yuri dù có là nhà vô địch thì vẫn chưa là gì cả. Cậu sau đó lấy lại tinh thần để tiếp tục phòng thủ trước những đợt tấn công vũ bão của Yuri đến tận lúc hiệp 13 bắt đầu. Joe đã quyết định không phòng thủ nữa, cậu liên tục ăn miếng trả miếng với Yuri, sàn đấu giờ cháy hơn bao giờ hết. Và Yuri thấy bản thân thật may mắn khi gặp được Joe. Anh sau đó đã quyết định sẽ cùng Joe dứt điểm trận đấu sau một đòn duy nhất, cả hai đã lao đến và tung đòn mạnh nhất bản thân có vào đối phương. Zuki sau khi nghe kết quả trận đấu thì đã cấp tốc trở về, và sau đó ta thấy hình ảnh một trong cả hai đấu sĩ đã phải nhập viện, không lâu sau, Nanbu đã quyết định mở lại phòng tập. Iuri thì đang ngồi xem lăn và được Sachio mời đến bữa tiệc tối nay, vài ngày trước Zuki có đến chúc mừng nhưng rồi lại rời đi khá nhanh. Iuri thấy cũng đã một năm trời trôi qua, còn Joe lúc này thì đã học sửa xe từ ông chú kia và làm nghề giao hàng. Zuki đang có ý định mở lại giải đấu một lần nữa và ông chú sửa xe đã hỏi Joe có ý định trở lại làm đấu sĩ hay không cậu chưa biết bản thân có nên trở lại hay không nhưng hiện tại với cậu đã quá đủ trên đường đi đã dừng lại ngắm biển và bắt đầu nhảy nhót lại vài đường boxing và phim đến đây cũng là kết thúc